Số 633. Phật Thuyết Như Lai Trí Ấn Kinh. Hán dịch mất tên người dịch. Khai Nguyên Phụ Lưu Tấm Lục. Nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở tại vườn Túc Ca Lan Đà thuộc thành Vương Xá, cùng đông đủ chúng đại tỳ kheo, 1.250 vị và 3 vạn ức Bồ Tát đều đắc Đà La Ni, trụ nơi tam muội không vô tướng vô nguyện, không dính mắc vào các pháp môn, đắc Đà La Ni môn, biết được các căn đầy đủ và không đầy đủ của tất cả chúng sinh và biết tất cả hành của chúng sinh. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nhập tam muội cảnh giới Phật không màu sắc, không chấp, không hiện rõ, không hình tướng, không hiện bày, không gốc rễ, không biến, không đắc, không ngã, không chủ, không tạo tác, không phải, không tạo tác, không đến, không đi, không trụ, không phan chuyên, vô vi, chẳng phải vô vi, chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, không tâm, chẳng tâm hành, chẳng thật, chẳng phải không thật, chẳng tự tại, chẳng gần, chẳng lìa các pháp. Khi nhập tam muội ấy, không thấy thân của Như Lai và tướng của thân, không thấy tâm và tướng của tâm, không thấy y, không thấy ngồi, không thấy chỗ ngồi, không thấy đi. Như vậy, tam muội phát sinh những công đức như vậy, đó là cảnh giới Phật. Tức thời, tự định này phóng ánh sáng lớn chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Ở thế giới này, ánh sáng của mặt trăng mặt trời, các vì sao, các diệu bảo thần châu, các lửa điện ở cung trời, cung thất cho đến cung phạm đều không phát sáng. Nhờ năng lực của Như Lai tam muội mà 3.000 thế giới đều nghe được hương thơm vi diệu. Trời phơ hữu dư nghe được hương thơm trước. Trong tất cả thế giới, những nơi tối tâm như núi trước Kala, núi đại trước Kala, núi chúa Tu Di và các núi danh tiếng, chúng sinh ở trong ấy không thấy được hình dạng chính mình, nhưng ánh sáng của Đức Phật chiếu đến làm sáng được khắp. Khi ấy màn lưới bằng bảy báu, bao phủ cả tam thiên đại thiên thế giới ấy lại hiện ra tướng hiếm có. Tất cả thế giới đều mọc lên những loài hoa đẹp đẽ lạ thường. Vườn Trúc Ca Lan Đà và núi Kỳ Sa Quật thông thành một hội. Mặt đất bằng phẳng, mọc lên hoa sen ngàn cánh, lớn như bánh xe. Trên mỗi hoa đều có màn lưới bằng bảy báu, trang nghiêm lộng lẫy, rủ xuống như mây. Cõi nước Ma Kiệt Đề mịn màng như bộ lâm chim Ca Lan Già. Bấy giờ, các Đức Phật ở hàng xa thế giới phương Đông bảo hàng vạn A Tăng Kỳ Bồ Tát thuộc hàng nhất sinh bộ xứ: các ông hãy đến thế giới Ta Bà. Còn nước ấy có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, sắp vào đó, sắp vào tất cả cảnh giới Phật, nói tam muội tên là Như Lai Trí Ấn. Hiện giờ Phật nhập định này, nếu có Bồ Tát nghe tam muội này thì hơn hẳn 100.000 kiếp thực hành 6 pháp ba la mật, các ông nên đến đó nghe. Những Bồ Tát này vận dụng thần lực trong thời gian khoảnh khắc co duỗi cánh tay để đến vườn Trúc Ca Lan Đà thuộc thế giới Ta Bà. Các vị đến trước Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh Phật bảy vòng, rồi ngồi trên tòa sen, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên dưới cũng lại như thế. Lúc đó ở tam thiên đại thiên thế giới này, có các vị thanh văn duyên giác và những người phát tâm rộng lớn đều cũng đã tập hợp đông đủ đến chỗ Đức Phật trong vườn Trúc. Ở thế giới này lại có 80 ức Bồ Tát chỉ trong khoảng thời gian một niệm cũng đều tập hợp đến, bốn bộ chúng ngồi theo thứ lớp. Lại có 30 vạn thanh văn, nương thiền định của Đức Phật cũng đều ở cả trong hội. Trong tam thiên đại thiên thế giới này, Tích Đều Hoàng Nhân, Hồ Thế Tứ Vương cho đến Trời Đại Tự Tại, Trời Tịnh Cư, tất cả các vua, rồng, dạ xoa, cả thác bà, ca lầu la, ca tu hòa na, cùng vô số quyến thuộc vây quanh đều đã đến nhóm hội, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, theo thứ lớp vào chỗ ngồi. Lúc ấy ở tam thiên đại thiên thế giới này, những vị đại oai đức cũng đều đến tập hợp trên đến trời phạm thế, không trống thiếu chỗ nào. Bây giờ Xá Lợi Phất là một kỳ niên, Đại Ca Diếp, Đại Câu Hy La, Đại Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề, Bân Nậu, Văn Đà, Ni Tử, hỏi Văn Thù Xá Lợi: thưa hiền giả, hiện nay Như Lai ở đâu? Dùng hình sắc gì để thấy Như Lai? Như Lai buộc niệm tướng ấy như thế nào? Bồ Tát Văn Thù đáp: thành văn các vị có trí tuệ lớn, thần tụ tám muội tuổi tại, các vị hãy dùng xác định quán sát thân và nơi thuộc buộc niệm của Đức Phật để biết Phật ở đâu. Các đại thành văn liền nhập tám muội quán sát nhưng không thấy thân và nơi buộc niệm của Đức Phật. Lúc đó các đại thanh văn quan sát khắp cả tam thiên đại thiên thế giới này, nhưng cũng không thấy thân Phật và tướng của thân Phật. Các vị mới thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: chúng tôi không thấy thân và nơi buộc niệm của Như Lai, mà chúng tôi phải làm thế nào để thấy được thân Phật? Bồ Tát Văn Thù đáp: hãy đợi một tí, tôi các vị sẽ thấy Đức Phật.
Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định, cả tam thiên thế giới liền chấn động mạnh, thân Phật thù thắng đặc biệt uy nghiêm sáng chói. Lúc đó Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Tam Muội Như Lai ấy đã nhập ấy, lấy gì làm tướng? Tòa nhãn của các đại thanh văn quan sát đều không thể thấy được Tam Muội này đã cảnh giới gì. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, Tam Muội này là không duyên, không xứ, là cảnh giới Phật thì chẳng phải là chỗ hiểu biết của thanh văn chuyên giác. Như vậy, này Xá Lợi Phất, cảnh giới của Như Lai nó không thể nghĩ bàn là thần lực của Phật. Này Xá Lợi Phất, thân Phật chân thật, chẳng phải thân, chẳng tạo tác, chẳng cõi, chẳng diệt, chẳng cao lớn, chẳng hóa, chẳng tính, là niết bàn vô vi, chẳng dấu vết, chẳng đi, không đây, không kia, bản tánh thanh tịnh, không có một pháp, chẳng thọ nhận, chẳng nguyện, chẳng sinh mạng, chẳng báo ứng, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hiểu biết, chẳng trình bày, chẳng ngửi, chẳng đếm, chẳng xúc chạm, chẳng não, bất, chẳng luồng tính, chẳng đối đãi, chẳng tâm, chẳng nhớ, chẳng suy nghĩ, chẳng không suy nghĩ, chẳng vào, chẳng lại, chẳng qua, đến, đi, dứt bạc, chẳng ảnh, chẳng tì vết, chẳng đoạn dứt, chẳng phải vật, chẳng phải thật, chẳng tạo tác, chẳng phải tạo, chẳng thành tựu, chẳng lấy, chẳng phải, chẳng che phủ, chẳng hiện, chẳng nương, chẳng sáng, chẳng tối, vắng lặng, chẳng vắng lặng, thường trú vắng lặng, tịnh, chẳng phải tịnh, bản tánh thanh tịnh, không có một pháp, chẳng sinh, chẳng khởi, chẳng thích ở yên, chẳng nương, chẳng nơi trốn, chẳng động, chẳng hoạn, chẳng lời nói, chẳng pháp, chẳng phi pháp, chẳng ruộng phước, chẳng không ruộng phước, chẳng hết, chẳng không hết, xa bỏ các dính mắc gọi là không, chẳng chống trái, chẳng âm thanh, lìa danh tự, xả bỏ nhớ tưởng, chẳng tương ưng, chẳng không tương ưng, chẳng diệt, chẳng không diệt, chẳng lượng, chẳng không lượng, chẳng đến, chẳng đi, chẳng hai, chẳng không hai, chẳng phải bờ bên đây, chẳng phải bờ bên kia, chẳng phải giữa dòng, chẳng phân, chẳng không phân, chẳng nghiệp, chẳng báo, chẳng nghe, chẳng nghĩ, chẳng lường, chẳng chướng ngại, chẳng tướng, chẳng không tướng, chẳng môn, chẳng lìa, chẳng chấp, ưa thực hành các pháp, pháp pháp giống nhau, như chân thật vì độ tác chúng sinh, thật không có chỗ độ, giải cho người chưa giải thoát, điều phục người chưa điều phục, cứu giúp người chưa được cứu giúp, chỉ dạy pháp không hai, chẳng bằng, chẳng không bằng, chẳng giống nhau, chẳng không giống nhau, vô đẳng câm lùa đẳng, giữ không đẳng, vô số đẳng, vô đắc đẳng, tịch diệt tận diệt, khéo điều phục hành sớ chuyển bánh xe không thoái, quyết định không nghi, chẳng lìa pháp, chẳng lìa hai pháp, chỗ tập bản hạnh thanh tịnh đầy đủ hai nghi giải thoát, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng buông, chẳng tròn, chẳng tướng thân, chẳng tướng ấm, chẳng tướng nhập, chẳng tướng giới, chẳng hữu khởi hữu vi, chẳng khởi vô vi, chẳng phải chân thật vô vi, chẳng mạng, chẳng phi mạng, chẳng sinh, chẳng hiện, chẳng có người tấy, chẳng thật sinh, chẳng nói năng, chẳng chịu đựng, tướng của thân không động, chẳng đảo ngược, chẳng dao động, chẳng thật, chẳng gió, chẳng hòa hợp, chẳng tạo tác, chẳng không tạo tác, chẳng rõ ràng, chẳng tướng, chẳng niết bàn, không vào niết bàn, chẳng định, chẳng phi định. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Đó là tướng thân của Như Lai, tất cả chúng sinh đều đương tướng ấy, ai có khả năng biết được Tam Muội này không? Xá Lợi Phất thưa: Dạ vâng, đúng vậy thưa Thế Tôn, trong tất cả tướng không có thân Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn làm rộng thêm Như Lai Tam Muội tri ấn nên mới nói bài kệ: Như thân phi thân, thân giải thoát, không hoại không tạo cũng không được, pháp chẳng tương ưng không tương ưng, đó là hiện rõ thân thiện tuệ thiện thể. Chẳng hợp không hợp, không dính mắc, chẳng chấp chẳng xả, chẳng cao bằng, chẳng tạo chẳng nơi, chẳng không nơi, thân này chẳng rõ không chỗ muốn, chẳng chấp chẳng tạo không chỗ có, chẳng sắc chẳng tâm chẳng hai một, không phân chẳng phân, không khởi diệt, chân thật không ngã hiện thân Phật, chẳng mạnh chẳng yếu cũng không đoạn, chẳng im chẳng nguyện chẳng tận cùng, chẳng được chẳng định chẳng nương dựa, thân thật không nhiễm hiện như thế, chẳng thấy chẳng nghe chẳng ngửi chạm, chẳng nương chẳng bày hiện hình bóng, nếu có người thấy tâm vui vẻ như vậy dễ nói pháp thành tựu, chẳng ấm chẳng giới chẳng hư thật, các căn chẳng sinh chẳng nhơ sạch, chẳng bền không bền, chẳng in nước, muốn quán thân thiện thể như thế, từ nhân duyên sinh chẳng chân thật, chẳng khởi chẳng diệt, chẳng động đi, chẳng hiện hiện ba như huyện sư, quán Phật không chỗ nương như vậy, chẳng lặng không lặng, chẳng tương ưng, chẳng buộc chẳng dục, chẳng hợp tan, chẳng đánh hư không thật trống rỗng, quán Phật như thế chân cúng dường, mười phương thế giới ngàn ức cõi, cho nhóm trân bảo đến phạm thế, cúng tất cả Phật vô lượng kiếp, nếu có ghi chép phước hơn kia,
Nếu có tội ở hằng sa kiếp, tu thập bốn đẳng khắp thế gian, giữ trọn tịnh giới không dè sánh, tên hiệu kênh này phước cao tột. Xa xưa sinh tử đến thân này, khắp nơi chúng sinh hành nhẫn nhục, nó có tạm tinh trí ấm kinh, ví như tôi di cạnh hạt cải, bác cõi chúng sinh vô số loại, ở vô lượng kiếp mang vác đi, thân không lười mỏi không hối hận, hay nhận kênh này phước vô song, trong thế giới số các chúng sinh, ở vô lượng kiếp tu thiền định, một ngày một đêm trì kênh này, công đức hơn kia không thể đếm. Trí bỏ hai bên hành trung đạo, hơn hẳn vô lượng trần số kiếp. Nếu với kênh này nói cho hiểu, ví như giọt nước trong biển cả, không nên dùng sắc quán sắc tướng. Chớ như người ngu nghĩ xem Phật, thấy thật ta là Tôn Bồ Đề, ruộng phước ba cõi rất thanh tịnh. Nói kệ xong, Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất, đó là Như Lai Trí Ấn Tam Muội có khả năng bao trùm khắp tất cả mười phương thế giới, đó là trí tuệ vô ngại của Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, nếu muốn mau thấy chư Phật và chư Bồ Tát khắp mười phương, thì sớm tối phải siêng năng tu Tam Muội này sẽ thấy được tất cả. Này Xá Lợi Phất, Tam Muội này là vô lượng môn của Bồ Tát, thực hành cùng khắp các hạnh Đà La Ni, có khả năng giữ gìn pháp giới, khiến không đoạn tuyệt. Đà La Ni này giữ gìn các pháp môn, nếu ai thành tựu được tướng này thì đó gọi là Bồ Tát, có khả năng thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ hành tương ân, nghiệp hành thanh tịnh, ra khỏi cảnh giới ma, không động, không xuất, giống như thực hành hạnh Phật, ba nghiệp thân, miệng ý đều được thanh tịnh. Muốn đọa pháp bí mật thanh tịnh của Như Lai thì phải nên tu học Tam Muội ấy. Muốn lần lượt nói pháp thì cũng ta học Tam Muội này. Muốn biết khắp các pháp, muốn như chân đế, muốn thoát khỏi vạn ức sinh tử, tạo sự giác ngộ, muốn hiểu rõ mê nhân duyên, muốn biết rõ tâm ý, sở hành hướng đến của tất cả chúng sinh, muốn có được cõi Phật thanh tịnh vi diệu thì phải học Tam Muội này. Muốn được ánh sáng vi diệu, muốn thành tựu quyến thuộc, muốn làm chỗ nương tựa cho chúng sinh, muốn thành tựu tướng tốt, muốn thành tựu nhạo tuyết biện tài, muốn biết các pháp thì nên học Tam Muội này. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, giống như châu báu như ý, nó đáp ứng tất cả mong cầu của mọi người. Như vậy, này Xá Lợi Phất, Tam Muội này là tất cả việc làm tốt đẹp của Bồ Tát, có khả năng thành tựu đầy đủ tất cả hạnh nguyện. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, trí tuệ tối thắng thượng trí hoàng, trí hoàng trí phú tàng, trí tuệ tạo chỗ vào cửa trí, vô lượng trí ấn ấn kinh này, căn tuệ trí tác trí tuệ địa, trí khởi trí hoàng diệt tối tâm, tuệ không thể hết tuệ mở bày, các kinh nhật nguyệt chiếu ba cõi, bình đẳng đẳng phú đẳng tam muội, tướng pháp chân thật dứt trói buộc, tất cả tam muội cửa trí ấn, đây là giống Phật bốn biện tài, diệt cấu vô tận qua bờ giác, chứ đất khởi phước phước ấn khắp, là ta đã được gốc xuống vui. Tam Muội này là báu thiện thể, như vui yêu nước khéo chăm dân, có báu đầy dẫy tùy ứng đến, rửa bỏ tham dục si và giận, bảo hải hay nói kinh điển này, thiện tịch năng diệt khởi nhớ nghĩ, khéo trừ các uế tịnh ngã kiến, như cầm chắc kiếm hoại vô hoại, báo Phật được ấn tổng trì đó, trí hay che giúp các chúng sinh, trí tuệ đã làm trí giàu có, trí hoàng chiếu khắp không ngàn mé, kinh này sẽ được trí tuệ môn. Điều mình điều người đoạn hai tưởng, dệt sạch 62 các kiến ái. Được vào cam lộ môn Như Lai sẽ thành 32 tướng tốt, đạo và thắng đạo đạo tứ lớp, trợ pháp bồ đề trắng trợ pháp, khéo hay giác ngộ người biến nhát, tướng tuệ vô lượng không thể hết. Tương ưng cùng pháp hiệu tứ lớp, vô lượng tuệ quang Đà La Ni, thành tựu bố thí ba la mật, trì giới nhẫn nhục cũng như thế, tinh tấn thiền định trí vô tận, rồi bát nhã này độ thành tựu. Chớ sợ nghiệp báo và phiền não, chớ sợ chúng ma và nẻo ác, tu tập kinh này không chướng ngại, tùy chỗ nhớ nghĩ đạo được thành, các Phật tử trụ trong hiền kiết, mười phương đến hội làm chứng ta, pháp khí không ngoại đều đến đây, đều phải phụng trì kinh pháp này. Kinh này quá khứ sinh ra Phật, cũng là mẹ các Phật vị lai, và ở hiện tại sinh các Phật, xuyên tu kinh này anh em Phật, nghiệp sạch không nhờ hành không thoái, vượt khỏi bùng lầy lên bất động, người hợp kinh này trụ chân thật, được diệu pháp tạng của Như Lai. Lúc Thế Tôn giảng nói rộng rãi pháp ấy,
có 30 hằng sa Bồ Tát đều đắc tam muội này, 68 ức na do tha Bồ Tát đã ở trong ngàn kiếp tình tu các hạnh đối với đạo vô thượng được không thoái chuyển, âm thanh vô tận tự quan đà la ni đã có 60 vạn trời và người chư phát tâm bộ vô thượng bồ đề nay đều phát tâm nghe tam muội này và đều sinh tâm vui thích theo. Khi sinh tâm vui thích theo thì liền được không thoái chuyển, được Phật thọ ký. Ở đời vị lai trải qua 3 vạn kiếp sẽ được thành Phật hiệu là Vô Ý. Là có những vị đã tu hành từ lâu, được vô sanh nhẫn đều ở nước khác, thành đạo vô thượng tất cả đồng một hiệu. Giữa lúc bốn chúng bay quanh, Đức Thế Tôn bảo phân thù sơ lợi, các ông trụ nơi pháp bất trụ, không hí luận, không tác hạnh, tất cả pháp không chỗ nương, nên giữ gìn đạo vô thượng này và nói rộng rãi cho người khác. Lúc ấy, đồng tử phân thù sẽ lợi từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, quỳ gối chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con quán tất cả pháp đều không thể được, con sẽ giữ gìn bồ đề vô thượng này. Do đạo vô thượng của Thế Tôn, vô tại, vô bất tại, không xứ sở, không hiện, không thể cầm nắm, không được không mất. Khi ấy trong hội 30 ức Bồ Tát từ tòa ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con cũng muốn giữ gìn pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai, dù trải qua vô lượng A Tăng kỳ nay cho ta kiếp tu tập khó được. Mỗi một vị đều cởi áo đang mặc trên người, dâng cúng Như Lai phát nguyện vô thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Di Lặc, này Di Lặc, ông phải khéo lắng nghe và ông cũng nên biết, đây là việc của ông, ở đời vị lai 50 năm phải giữ gìn kinh này. Bồ Tát Di Lặc bạch Phật, dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ giữ gìn kinh này. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, trong 30 ức Bồ Tát sẽ có 8.000 Bồ Tát giữ gìn chánh pháp, còn những Bồ Tát khác chưa đủ khả năng tự điều phục mình nên không thể giữ gìn chánh pháp, về sau vào đời mạt pháp. Ở trong chánh pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai, trải qua A Tăng kỳ kiếp tu tập khó được sẽ phát sinh việc tranh cãi, xem thường, phá hoại, không nói, không có khả năng nghe nhận, không có khả năng giữ gìn. Này Di Lặc, có 7 pháp phát tâm Bồ Đề. 7 pháp đó là: 1. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề như Phật. 2. Chánh pháp sắp diệt vì giữ gìn nên phát tâm Bồ Đề. 3. Tất cả chúng sinh bị các khổ túc ép, khởi lòng nhớ nghĩ rộng lớn mà phát tâm Bồ Đề. 4. Bồ Tát khuyên dạy các chúng sinh khác phát tâm Bồ Đề. 5. Khi bố thí tự mình phát tâm Bồ Đề. 6. Thấy người khác phát tâm thì theo học phát tâm. 7. Thấy hoặc nghe Như Lai trang nghiêm có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì phát tâm Bồ Đề. Này Di Lặc, trong 7 nhân duyên phát tâm Bồ Đề như thế, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề như Phật, chánh pháp sắp diệt vì giữ gìn nên phát tâm Bồ Đề. Thấy các chúng sinh bị các khổ thúc ép, khởi lòng thương rộng lớn nên phát tâm Bồ Đề. Ba hạng phát tâm này có khả năng vì chư Phật, Bồ Tát giữ gìn chánh pháp và có khả năng mau được địa vị không thoái chuyển, thành tựu Phật đạo. Còn bốn hạng phát tâm sau thì can cường, khó điều phục, không có khả năng giữ gìn chánh pháp. Lại nữa này chỉ là Bồ Tát thành tựu được năm pháp phải biết đó là không thoái chuyển. Năm pháp đó là: 1. Đối với chúng sinh khởi tâm bình đẳng. 2. Tới người khác được lợi ích, không sinh ganh ghét. 3. Thấy người giữ gìn pháp tha mất mạng chứ không soi mói lỗi lầm của người ấy. 4. Hay xả bỏ tất cả lợi dưỡng. 5. Tin pháp sâu xa, không tin những kinh thơ văn tụng của thế gian. Này Di Lặc, Bồ Tát thành tựu năm pháp gọi là không thoái chuyển. Này Di Lặc, Bồ Tát lại có năm pháp tâm họ can cường, có thể hủy diệt chánh pháp. Năm pháp đó là: 1. Khởi sắc không tốt. 2. Tin và làm những việc làm hèn mọn. 3. Tham đắm lợi dưỡng. 4. Bảo vệ cho kẻ đà việc còn tham tiếc. 5. Ôm lòng định hót quanh co làm việc không chân thật, miệng tuy nói không nhưng việc làm không hợp với lời nói. Đó là năm việc làm hủy diệt chánh pháp. Lại nữa này Di Lặc, Bồ Tát lại có năm pháp có thể thành tựu không thoái chuyển. Năm pháp đó là: 1. Không được ngã. 2. Không được chúng sinh. 3. Thấu rõ pháp giới, không được không nói. 4. Không được bồ đề. 5. Không dùng sắc thân xem xét Như Lai. Này Di Lặc, Bồ Tát thành tựu năm pháp như thế gọi là không thoái chuyển.
Lúc ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ: vì trí khởi canh ghét, như hòa sau phá cây, chẳng tin lời hẹp hòi hay giữ Bồ Đề Phật, đồng hoang siêu năng tô, gắn nhẫn thường lặng lẽ, như tê giác lìa đàn, khéo giữ đạo không mất, xa chúng thích thanh nhàn, Như Lai thích chỗ vắng, không chấp như gió thoảng, hành ấy giữ gìn pháp, không tiếc thân và mạng, không nhiễm ái thân tộc, siêu tu không vô ngã, có thể thành Bồ Đề. Đời sau có chúng sinh nói ta hành Bồ Đề, tâm khinh ngạo nịnh hót, không thể giữ chánh pháp. Nhớ trước Phật Như Đăng, hơn 80 ức kiếp, có Phật hiệu Nguyệt Kế, giảng nói 80 này. Hồi đầu 80 ức, nên do tha Bồ Tát, nghe Phật giảng nói pháp, đều được không thoái chuyển. Hồi thứ hai nói pháp 70 na ba do tha, hồi thứ ba nghe pháp 70 ức do tha. Phân thọ vô lượng kiếp, sáng 60 do tuần, 99 ức tăng, do sinh tâm tự tại. Lúc ấy chuyển luân vương, tên gọi là Tuệ Khởi, thống lãnh chiếc Phù Đề 70.000 do tuần, đồng vô bốn thiên hệ, theo nữ 60 ức. Dù ấy có ngàn con, có nước tên Lạc Quang, 100.000 thành trang nghiêm. Vườn chơi đều đầy đủ, đều với vẻ hưng thịnh giống như trời đau lợi. Vua ấy mộng nghe tiếng Phật Nguyệt Kế ra đời, 160 ức chúng đã đi đến chùa Phật. Khi vua nghe kinh này, pháp sâu xa thân định, bỏ nước đem dân Phật cuối mông tùy nghi dùng. Các thành xây tinh xá bằng gỗ chiên đàn quý, cấp nhiều người giúp việc, vàng trải dọc đường đi. Thời gian vua cúng Phật trọn vẹn 8.000 năm, chuyên tinh không ngủ nghỉ, không chén không nối tiếp. Vật thiết cúng một ngày, số ấy nhiều vô lượng. Những món cúng dường Phật vì câu tam muội này, ở yên tô tỉnh niệm, tam muội rất sâu xa, không dùng tướng có được, còn chẳng được phương tiện, liền bỏ nước xuất gia, mặc pháp phục xá na, buộc niệm 3.000 năm, thiền định không ngơi nghỉ. Trong khoảng thời gian ấy, Phật nói pháp khai ngộ, sau diệt độ xây tháp 64.000 ức, cúng dường 500 lộng, dùng 7 báu trang nghiêm, mỗi thứ 100 kiểu nhạc. Thắp 8.000 ngọn đèn, mặc y phục thô xấu, 73.000 năm, thường nói ta mùa này, ta mới không ham muốn. Chẳng đám lời ngợi khen, không cầu trí thế gian, xin ăn không nhận mời. Giữ pháp trụ vào đó, 80.000 ức nê do trì tịnh giới của Phật đều cúng dường như trên. Đầy đủ ta mùa này, nếu muốn đắc Bồ Đề, phải nên học như Phật, người kính tu kinh này, cho thánh luận ngoài đạo, đời sau nói hành đạo. Ngược lại hủy giới cấm, vì lợi không vì pháp, tuy đập chẳng hiểu không. Nói không chẳng trôi chảy, tà mạng không thanh tịnh, luận không mà chấp không, tự nói không nghi đạo. Bấy giờ vua Tuệ Khởi chính là Phật Di Đà, ngàn người con của vua là ngàn Phật hiền kiếp. Lúc cùng vua xuất gia, quyến thuộc và đệ tử, nay ở trước mặt ta là bốn chúng hội này. Nhớ ức này do Phật, xuất gia nghe chánh pháp, nghe liền hay thọ trì, đắc không chẳng chỗ nương. Khởi vô lượng phương tiện, cúng dường các Như Lai, không đắc tướng Bồ Đề, đều do hành chân thật. Được thấy Phật Như Đăng, đoạn cầu được bình đẳng, lúc ấy được thọ ký, vị Lai sẽ thành Phật. Bây giờ có người nữ tên Hiền Thủ là đại phu nhân của vua Tần Bà La, đã có phu nhân khác tên là Kim Quang Câu Đạt Nữ. Cả hai từ tòa ngồi đứng dậy đi đến chỗ Đức Phật, cô dùng vạt áo đựng hoa bảy báu, mỗi người đem 500 gói hoa ra lên Đức Phật và dùng áo kiếp bố dục có giá trị 100.000 dâng lên Như Lai, rồi thưa: Bạch Thế Tôn, đối với định này con tin hiểu thọ trì, nếu có người đọc tụng con sẽ ủng hộ theo chỗ mong cầu của họ mà cúng dường, con sẽ đem pháp đại thừa để giáo hóa chúng sinh không tin là không, là bất không. Không chỉ nói suông mà nhất định thọ trì, chắc chắn thực hành như lời nói, không tiếc thân mạng, huống gì của báu để họ cũng sẽ như lời nói dạy dỗ trao truyền nhau. Lúc đó, 8.000 cung nữ ở hậu cung của vua Tần Bà La, 6 vạn ưu bà di ở nước Ma Già Đà để phát tâm vô thượng Bồ Đề, đối với ta mười này đều sinh tâm tùy thích và phát lời thề. Về sau, ở đời mạt pháp, chúng con sẽ giữ gìn chánh pháp. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn
biết rõ những suy nghĩ trong lòng họ liền mỉm cười. Những tia sáng có màu sắc thật tốt đẹp từ miệng Ngài phát ra, chiếu khắp mười phương, đổ trở lại nhập vào đỉnh đầu. Bây giờ, Hiền Thổ và Kim Quang sinh tâm kính thanh liền cùng nhau nói ca tụng: Thắng thân tổ đức vô như Phật, cây hoa công đức vua các sao, lời diệu vui vẻ theo thứ lớp, Thế Tôn mười lộc duyên dị cười. Mặt tròn như trăng mở mắt đời, phạm âm thanh tịnh khắp muốn nghe, mềm cứng điều hòa thân tâm vui, đấng hùng sư tử vì sao cười. Hòa nhẫn không nói chân chánh, ấn thanh tròn đầy đủ các vị, thông suốt các hành vô lượng nghĩa, xin con đức tổ giảng nghĩa cười. Tám thứ diệu âm đều đầy đủ, 60 trang nghiêm tiếng hòa nhã, hiểu 700 thứ các ngôn âm, thông đạt nghĩa vị 60 ức, 80 ức số âm tương ân, 10 na do tha tiếng cũng vậy, không thể hạn lượng vô cực tôn, cuối sinh giả nói duyên diệt cười. Trong các núi cùng tục không động, hiểu nghĩa tương ân diệt các nghi, hay giấc các khổ được an vui, bảo tụ như thật nói duyên cười. Núi vàng giảng giải 7 xe báu, giống như hoa trăng mọi người thích, độc bộ âm thanh như sư tử, sư nói duyên phóng quang mỉm cười. Cao tục ba cõi sạch ba cấu, ở vô lượng kiếp hành thiện tịch, ánh sáng cười đầy khắp mười phương, khéo léo giảng rộng cam lồ môn. Tiếng cầm sắc đồng bạc tiêu địch, đánh trống tới ốc các diệu âm. Tiếng khẩn na la ca lan dạ, loan hồng hạt câu xí la hót. Bánh tiết không hầu đều trội vang, không bằng Như Lai một diệu âm. Như vậy, chúng mười phương đến hội, những thứ thấy biết đều không đồng. Xin nói như thật diệt kiến ái, trở về nước rồi mạng các nguyện. Mỗi phương, mỗi mười phương ức chúng sai đến, đều vì chánh pháp tới hội này. Nhân cười ắt sẽ mưa pháp vũ, giảng thuyết pháp gì khiến mừng vui. Hiền Thổ và Kim Quang nói kệ này xong, Đức Phật Thế Tôn dùng kệ tụng đáp lại: Ta nhớ hằng xa kiếp quá khứ, Phật hiệu Phước Quang thế gian giải, Phật thọ 76 vạn ức, số chúng thành văn không hạn lượng. Có chuyện Luân Vương tên Tuệ Ngự, phu nhân Nguyệt Quán thứ tên Viêm, ly bỏ nhà tới cầu chánh pháp, cả một ức năm luôn dỗ dành, 60 vạn ức 30 vạn, với chư Phật này dỗ chánh pháp, 30 hằng xa Phật vị lai, giữ gìn chánh pháp không cắt đứt. Phật A Xuất bảo vua Tuệ Ngự: Các người thường cùng sinh ở đó, vì duyên dự pháp sở thân nữ, sinh ở nước vô lượng cực lạc. Những hộ pháp này cũng sẽ sinh, pháp sắp muốn diệt làm chỗ trụ, ác sinh cực lạc hoa ngàn cánh, tướng tốt trang nghiêm làm con Phật. Được sinh ở ấy, được chánh giác, kiếp vua trang nghiêm không khai gốc, ở đó được thành đạo vô thượng, nắm giữ chánh pháp và trời người. Còn nước Phật kia không việt ma, không nghiệp báo ác, không thai sinh, ngay có vô lượng Bồ Tát hợp, không có tên trên giác thanh văn, không tiếc thân mạng giữ Phật đạo, không vì danh dự mà thoái chuyển, vì mau thành tựu đạo vô thượng là muốn mau thành tất cả nước. Các người hòa hợp tình kính Phật, cung kính không nương giữa Bồ Đề. Khi mặt thế đại pháp sắp hoại, không nên theo đó tham lợi dưỡng. Ta ở ức kiếp cho vợ con, bỏ đầu mắt thân cầu Phật đạo, chẳng pháp vì lợi nói lội pháp. Thí chủ cao kiệt sinh giận ghét, 8 vạn ức người lệ tuôn rơi, sáng hộ pháp diệt nương Bồ Đề. Đồng 3.000 cõi trời mưa hoa, ái kính kênh này tỏ mạng lớn, như cõi Phật đây hàng hà xa, vàng đầy ấp vô lượng kiếp cho. Nếu có thể tinh trí ấn kinh, cho hàng xa báu không thể sánh. Chớ dối trao truyền đạo không vui, nghe Phật hiếm có sinh đạo tâm, nên lần lượt học kinh điển này, hành như lời nói thành chánh giác, đồng hoan trì giới cùng kính tu, ba nghiệp với chúng tưởng như quen. Tu kính sâu hòa sinh tưởng Phật, muốn cầu diệu pháp học kinh này, nếu có ghi chép pháp ấn đây, đọc tụng giảng dạy vì người nói, công đức này thân không nghĩ bàn, Phật tử sẽ sinh nước cực lạc. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ở đời vị lai sẽ có bao nhiêu vị Bồ Tát thọ trì tam muội này? Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Này Di Lặc, trong đời vị lai ít có người thích tinh, phần nhiều làm tan mất căn lành, các đức và chánh pháp. Người hành pháp này rất khó,
Đức Phật lại bảo Bồ Tát Di Lặc, nếu ta nói hết những hạnh không tương ưng của Bồ Tát, thì suốt đến đời vị lai cũng không thể cùng tận. Bồ Tát Di Lặc thưa, bạch Thế Tôn, con xin nói điều đó, cuối sinh nói điều đó, nên thương xót chúng con, để trong đời vị lai có người tu tập hạnh chân thật, được nghe kinh này, theo như lời nói mà tu hành, sẽ ứng với đạo vô thượng. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, thật đúng như lời ông nói, nếu có Bồ Tát nào đã ở chỗ trăm Đức Phật phát tâm Bồ Đề trồng các hương lành, nhưng ở đời vị lai quên mất đạo tâm. Này Di Lặc, lại có Bồ Tát ở chỗ ngàn Đức Phật đã phát tâm vô thượng trồng các hương lành, đến đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, nhưng không tin Đại Thừa, khinh thường Đại Thừa. Này Di Lặc, lại có Bồ Tát ở chỗ vạn ức Đức Phật phát tâm Bồ Đề trồng các hương lành, ở đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, nặng tên Đại Thừa, nhưng không thọ trì, cũng không đọc tụng. Này Di Lặc, lại có Bồ Tát ở chỗ ức Đức Phật phát tâm Bồ Đề, trong các căn lành, ở đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, có khả năng lắng nghe, có khả năng ghi chép, nhưng không hiểu nghĩa lý sâu xa màu nhiệm, không có khả năng quyết định. Này Di Lặc, lại có Bồ Tát ở chỗ mười ức Đức Phật phát tâm Bồ Đề, trong các căn lành, ở đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, lắng nghe, thọ trì Đại Thừa, ghi chép đọc tụng, nhưng đối với Bồ Đề nhẫn không thể thành tựu. Này Di Lặc, lại có Bồ Tát ở chỗ 30 ức Đức Phật phát tâm Bồ Đề trồng các căn lành, ở đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, nghe Đại Thừa, có khả năng thọ trì, ghi chép đọc tụng, thành tựu đại nhẫn. Đối với tam muội này vẫn chưa thân ưng, nhưng không được ứng với biện tài. Này Di Lặc, lại có Bồ Tát ở chỗ 80 ức Đức Phật phát tâm Bồ Đề trồng các căn lành, ở đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, lắng nghe Đại Thừa, có khả năng thọ trì, ghi chép, đọc tụng, được tam muội này, dẫn lực đầy đủ, hiểu tất cả pháp và nói rộng rãi với Bồ Đề, về Bồ Đề, mà không thể quấy nhiễu, không có các nghiệp chướng. Những hạnh ác đã tạo ở A Tăng Kỳ Kiếp, làm cho đầu nóng, tâm bất não, bị mọi người khinh chê. Khinh khi chê cười thì đời này đều được trừ diệt, sẽ được ở vô lượng vô số chỗ Phật cung kính cúng dường, không bao giờ tới chuyện tâm Bồ Đề, đức chí vững chắc, buộc niệm không tán loạn. Như vậy, nghiệp ác đời trước của Bồ Tát ở đời vị lai phải thọ sắc thân xấu, các tội liền diệt, nhưng lại có nhiều bệnh khổ vì bị người ghét, sinh trong nhà thấp hèn, hoặc sinh trong nhà nghèo khổ, hoặc sinh ở vùng xa xôi hẻo lánh, ở nhà tà kiến, gặp gỡ những bạn xấu thường chống đối nhau, mọi người không cung kính, nhiều nỗi lo lắng buồn phiền, bị vua giận dữ, gặp lúc nước điêu tàn, sống làng hoang vã, tan hoang, dòng họ chia lìa, đi thức bỏ đi, không gặp pháp hội, những điều cần muốn người ta không ban cho, giả sử có nơi gặp những người không ưa thích, nhưng được thí cho chút ít, người giàu sang thì xua đuổi, người tham lam thì gần gũi kính thuận, muốn tu nghiệp lành thì nhiều điều trở ngại, mua muội tán loạn, không đạt được pháp thứ, không có những người giúp việc, ngủ nghỉ thường thấy ác mộng, hoặc lại mộng khác, tội nghiệp vừa dứt thì bị nghiệp xưa lôi kéo, bị ma ngăn cản, giả dối để giữ thân tướng, để cho ma có cơ hội quá nhiễu, không hiểu các pháp, nơi có lợi dưỡng thì tự sinh tâm thấp hèn, mọi người đều đoan chánh, còn mình thì hình hài xấu xí, người ta không nhớ thương. Thấy người khác được lợi thì tâm sinh ganh ghét ganh và coi thường nói xấu nhau, lược nói là như thế. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát ở chỗ trăm Đức Phật cùng tạo công đức, nhưng không muốn hư mất, do nhân duyên ấy nên phá hoại lẫn nhau, huống gì người không tạo. Như vậy này Di Lặc phải tinh tấn vững vàng, dùng chánh ức niệm mà phát khởi ức đại nhẫn, thành tựu pháp sâu xa, trí phương tiện màu nhiệm. Ở đời vị lai, người muốn trì pháp này phải khởi tinh tấn. Lúc ấy Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù xin lỗi, Bồ Tát Hỷ Vương có khoảng 60 Bồ Tát là những vị đứng đầu như vậy, cùng bạch với Đức Phật. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con nghe công đức giữ pháp này, ở đời vị lai chúng con sẽ gìn giữ pháp này. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ: ít muốn không nhờ không định ót, thường chánh niệm, thường chánh ức niệm xa liệt cạnh hành, nhẫn nhục vững vàng không dao động, vì giữ cho báo cho mười phương, hoa nghi vắng lặng không dính mắt,
không cầu, không muốn lìa tranh cãi, tâm như hư không, không dấu vết, hành ứng chân như thể tam muội, bồ đề vẫn chắc luôn trước mặt, thông suốt sâu xa là chánh giác. Không điều ghét yêu, không chỗ chấp mới có thể được tam muội này. Đối với oán thân, tâm bình đẳng, với Phật, bạn lành tưởng không khác. Kính tu sáu huệ, giới sạch trong, là mau hiểu được tam muội này. Hiểu rõ thế gian là hơn hết, biện tài pháp ấn trăm ức tướng, trí tuệ chiếu soi như mặt trời. Ngay nơi ấy nói môn nhập trí, ngày tháng sớm tối nơi thảnh thơi, cũng như núi tuyết nơi thường ở, để thích phạm vương chuyển luân vương, như thầy thuốc giỏi đây cũng tế. Cái này tâm sạch diệt nghiệp báo, cái này là cam lồ hàng ma, thần túc này biết rõ tâm người, cộng ứng với tất cả loài khác. Nhớ biết đến này do tha kiếp, có thể diệt trừ tất cả ái, Phật khen đấy là Như Lai ấn, đây tương ứng đạo như xem tay. Cái này lựa chọn các nghĩa công, là chỗ đứng rỗng lặng chân thật, là có không nhị biên hỷ luận, luôn sẽ không chấp diệu chánh pháp. Sau Phật Niết Bàn có người nói, ta xem các pháp không như mộng, các pháp không khởi không người tạo, trong lúc bày ra tưởng là trụ. Pháp không không sinh không người tạo, không thấy không đến cũng không động, hay chấp nơi pháp là giặc pháp, mà tự nói rằng ta học không. Nếu nghe chánh pháp từ người ấy, thương khóc lệ tuôn rợn chân lông, tự khen ngợi mình không thấy chuyện, soi sau nói tướng xấu của chúng kia, sang hèn nghèo khốn mất của báu, hoặc ta đắc pháp được nhiều lợi, hoặc ta xuất gia thân tộc quên. Nhưng với Phật tử sinh giận ghét, về đạo vô thượng nên xuất gia, muốn hành bồ đề mà không trụ, như vượt biển cả lại xa bờ, đối với bồ đề không chắc tin. Ở núi đầm vắng oai nghi đủ, thầy bạn thanh tịnh quyến thuộc lành, vì lợi dưỡng nên cầu thân hữu, mà tự ca ngợi chân xuất gia. Xuất gia phải hợp chánh pháp này, giống như hoa sen không dính mắt. Kinh này tương ơn hành tới lớp, là chân giải thoát thường giữ gìn. Hỷ vương nay ta truyền dạy ông, cẩn thận theo đó khéo học hỏi. Như pháp tu hành đủ Phật đức, các ông phải nên học như ta, giả sử rộng ruộng như nê do cõi. Hằng xa số giống trồng trong ấy, mỗi giống sinh ra hằng xa hạt, tất cả giống sinh cũng như thế. Như vậy xoay vần ngàn vạn loại, chằng chịt xung xoe riêng lớn lên, như chỗ giống ấy không thể đếm, tất cả cũng không thể tính lượng. Tìm cách đem đến tận phương đông, cứ thế gieo trồng không bỏ sót. Tất cả các phương cũng như vậy, đệ tử của Phật đâm vô số. Mỗi một chư Phật có trăm đầu, mỗi một đầu Phật có trăm lưỡi, như vậy trải qua vô lượng kiếp để cùng ca ngợi ứng cái này. Ghi chép thọ trì và đọc tụng, công đức giảng nói không thể hết, như hạt cải bên núi Tu Di, một nhành lá đầy cả hư không, như một giọt nước trong biển cả, nên ứng kênh này liền hạnh có. Vì nghe thọ trì chép đọc tụng, cho nên ta nói kệ như vậy. Bây giờ Bồ Tát Hỷ Phương, Bồ Tát Phân Tu Sư Lợi Pháp Phương Tử, 60 Bồ Tát như thế đều đắc vô duyên hạnh, liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, nói rằng pháp thế nào là pháp. Đức Phật bảo Bồ Tát Hỷ Vương, này Hỷ Vương, pháp đã nói là không tạo tác, không trình bày, mà có nói năng. Bồ Tát Hỷ Vương thưa, dạ vâng, bạch Thế Tôn, nếu pháp không tạo tác, không trình bày, thì vì sao mà có nói năng? Đức Phật bảo, này Hỷ Vương, nếu pháp không tạo tác, không trình bày, thì không thể được nói năng như thế. Ông hãy xem các pháp là không được, không hết, không khởi, không giảm, không diệt, không tham, không sinh, không ở, không nơi chốn, không đây, không kia, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, giả danh, chẳng phải giả danh, chẳng phải chẳng tâm, chẳng phải chẳng tâm, chẳng phải đối, chẳng phải chẳng đối, chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, bình đẳng, chẳng phải bình đẳng, cảnh giới, chẳng phải cảnh giới, phần, chẳng phải phần, gần, chẳng phải gần, chẳng phải nhiễm, chẳng phải nói năng. Bồ Tát Hỷ Vương thưa, dạ vâng, Thế Tôn, thế nào là chẳng phải nhiễm, chẳng phải nói năng? Đức Phật bảo, này Thiện Nam, chẳng nhiễm, chẳng nói năng, gọi là Niết Bàn. Lúc ấy, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tướng của Pháp như thế, thì Pháp nào, diệt Pháp nào có thể giữ? Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi,
Này Văn Thù Xá Lợi, pháp khởi tướng pháp là được cực các pháp, mà được cực các pháp thì khởi có không nhị biên. Khởi nhị biên đó là diệt pháp. Trong đệ nhất nghĩa không có pháp, không có pháp diệt, cũng không có tranh cãi. Lúc quán Đức Thế Tôn nói kệ, hoặc có nói thật mà không khác, hoặc lại có khác nói vô thường, hoặc có được pháp tính hai bên, đó là hí luận không tương ưng. Pháp không có tạo, cũng không hoại, vốn không thấy mình, không thấy người, cũng không tương ưng niệm trình bày. Nếu tự nói rằng ta nhẫn không, buộc niệm nơi không, không tương ưng, là pháp không sinh, dối, so lượng, những điều đã tạo đều lưới ma, tâm không chỗ duyên là pháp ấn. Nếu có suy tính là phạm vô, các pháp vốn không mà cố giữ. So lượng các pháp tính tiếng nói, người ngu cố giữ có không hài, trí mong cầu trí không được trí, trí tuệ trọn không sinh nơi trí, giả nói hữu vi tướng giả rỗng, cũng chẳng có trí chẳng không trí, nếu pháp phần ít là thật có, hư hoại thành ra pháp đoạn diệt. Giả sử có pháp thật trụ ấy thì tất cả pháp đều thường trụ, người ngu không bỏ rồi lại được, đó là hoại ấm trái pháp tướng, chấp chặt nơi ngã được thật ngã. Người trí biết pháp chẳng có không, mình và vọng mình không hai pháp, nếu nghe giả nói thì kinh sợ, đây là buộc niệm tướng biên kiến, hữu vi hư hoại nói niết bàn. Tâm không thể biết thật tướng tâm, thật tướng cũng lại không biết tâm. Tất cả các pháp đều như mộng, hoặc nói chân thật chấp ngã kiến. Pháp từ duyên khởi chẳng chân đế, nếu pháp diệt hết cũng chẳng đế. Thế nên phương tiện là chân thật, gọi pháp như thật Phật ấn khởi. Trí tuệ Như Lai không thể được, cho nói các pháp không rõ ràng, tuy trị các bệnh không giải thoát, như vậy gọi là hiểu thiện tịch. Giả sử niết bàn có phần ấy, chư Phật thành văn ứng đến đó, các pháp tường vách không niết bàn, người trí không nên sinh hỷ luận. Chẳng thể thấy có chúng sinh thật, cũng không thể bày lời nói có. Chúng sinh tự khởi tướng khả kiến, đấy là niết bàn không chỗ trách. Hoặc có nói ấm là chân đế, hoặc nói diệt ái gọi là đạo, chỉ một chân đế không sinh diệt, hoặc lại giảng nói bốn chân đế. Tìm cầu không được bốn một pháp, huống ngồi đạo thọ thấy bốn đế, những tâm tập uế cùng xuất gia, bại hoại pháp ta tạo vọng khởi, vì quả sa môn và danh dự, chớ gần bản ác thân bản lành, như tê giác điên sống đồng hoang, tương ưng với nghĩa tám muội này. 80 ức Phật lượng thúc tôn, hội niệm người chép trì kinh này. Chư thiên kiến thế cũng hội niệm, sống tối đề phòng không xa đời. Ánh sáng vô lượng không cùng tầng, tối sáng chỉ dẫn trăm pháp môn. Trong mộng khai ngộ kiến thành tựu, trì tám muội này rất hiếm có. Bây giờ Đức Phật bảo, Văn Thù Xá Lợi, nếu người nào muốn thành tựu Phật Bồ Đề thì đối với tám muội này, phải chuyên tâm học tập thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 lực, 4 vô sở ý, đại từ đại bi, thành tựu Phật nhãn, thành tựu chánh giác, thành tựu chúng thanh văn, thành tựu chúng Bồ Tát, thành tựu cõi nước Phật, thành tựu đại trí Đà La Ni. Muốn hiểu rõ ngôn ngữ của tất cả chúng sinh, muốn được tài ứng biện, muốn có quyết định biện tài, muốn được thần túc, muốn thuyết pháp không thoái, muốn hiểu rõ tất cả pháp tương ưng, muốn làm sáng tỏ các pháp, thì phải nên tu tập tam muội như thế. Vì sao? Vì Bồ Tát tương ưng với tam muội này thì được công đức như trên, gọi là Phật, gọi là biến học, gọi là châu, là cứu, gọi là ứng cúng, gọi là chất tiết nhất tiết trí, gọi là điều phục, gọi là thế gian giải, gọi là vô thượng sĩ, gọi là Như Lai. Cứ như lời nói mà thực hành không gì bằng, không có gì có thể so sánh, là luận thứ nhất, là luận chân thật, là cao cả hơn hết. Vì sao? Này Văn Thù Xá Lợi, ta thủ ở tam muội này, thấy Đức Phật như đang liền đắc Bồ Đề. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi bạch Phật: Dạ vâng, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thấy Phật nhiên đăng liền đắc Bồ Đề, thì tại sao phải trải qua A Tăng kỳ kiếp ở trong sinh tử, tu tập hạnh khổ nhọc khó hành? Đức Phật bảo Văn Thù Xá Lợi: Ta vì chúng sinh mà làm Phật sự, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ trụ trong ba thừa, vì là bản nguyện. Này Văn Thù Xá Lợi, lúc đó ta cũng đắc Bồ Đề, cũng nhập Niết Bàn. Đức Phật vì để đó mà nói kệ: Năng và thử tương ưng, tự giác phước vô lượng, trong ức Phật mười phương,
đều hộ niệm người này, không thoái chuyển cam lộ, không lo trăm tướng nghĩa, tu tập ác đạt được. Do tận tổng trì phương, định trí tam muội này, hiểu tất cả ngôn âm, hay hoại tướng các pháp, giải thoát trường các kết, thiền tịch không khởi diệt, không chấp trường các nghi, thành mười lực tướng tốt tất cả công đức Phật, khéo lặng hiểu các âm, những thứ tiếng loài khác, lần lượt rõ khiến vui, sạch có không nhị biên, trí quyết định tối thắng, diệt trừ tất cả kết, nếu hay học kênh này, quyết rõ đạo không nghi. Nếu trong 21 ngày, chuyên tâm học kênh này, không lười, không ngủ nghỉ, không gần quý, ái lạc, lời dịu dàng hòa vui, từ bi không ganh ghét, tu tập sáu hòa kính, để giới đắc tam muội, đẳng tâm đủ an nghi, trực tâm ưa giải thoát, không tạo các duyên khởi, trí túc không nhiễm dơ, vững vàng không khinh giận, không hiện tướng tà ngụy, như chim không bị nhốt, ác được vua tổng trì, 3000 cõi chấn động, trời tấu các âm nhạc, rưới mưa hoa đẹp thơm, về 1000 lòng vướng, lại mưa nón trời đẹp, sa cừ bảo anh lạc, mani và trân châu, áo viên bảo quang nhiệt. Ở trên vô lượng trời, các rồng chim cánh vàng, rồng vua Atula, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ nam và tỳ nữ, đều cởi áo viên bảo, đem chân cúng Đức Phật, mong cầu đạo vô thượng, ta nói vô hạn lượng, cũng không thể nêu rõ, nếu Phật Tâm Bồ Đề thì đắc không thoái chuyển, đều phục được La Hán. Số ấy như hà hàng xa, chúng sinh trầm thế giới, nghe Pháp rất vui mừng. Khi Đức Thế Tôn nói Pháp này, có A Tăng Kỳ chúng sinh đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, 80 nơi cho ta, trời và người đều đạt được không thoái chuyển đối với đạo vô thượng. 630 ức trời người đều đắc vô sinh pháp nhẫn, vô số chúng sinh đắc quả A-la-hán. Những vị đại Bồ Tát ở khắp mười phương đến dự pháp hội đều đắc tam muội này. Đức Phật nói kinh xong, Bồ Tát Hỷ Vương, Bồ Tát Văn Tuần xin lỗi làm người đứng đầu trong hội chúng. Với 60 Bồ Tát không thể nghĩ bàn như thế. Tất cả Bồ Tát ở hiền kiếp, Bồ Tát Di Lặc làm vị đứng đầu, hiền thủ và kim cang. Các Bồ Tát khắp mười phương đến hội. Các đại thanh văn và bốn bộ chúng trời người ca thất bà A Tu Luân, tất cả thế gian nghe Pháp Phật nói đều rất vui mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.